chán ăn đủ lắm mình chắc kiểu chú mùa cắn đấy nhở. Đây, cái này là cái tam thất đắt nhất của anh này này các bác này. Đây, những cái củ này rất là nạc to nhá các bác nhá. Đấy. 7 8. Ai giờ 8 củ một cân cơ. Cái tam thất khô này là họ đã nhặt hết các cái rễ của nó ra rồi xong rồi phơi khô nhá các bác nhá. Cái này là cái loại đẹp nhất nhá. Cái này là cái loại 950 này các bác. Rồi, cho xin nhá, tiền thừa còn 20.000 nữa này các bác này. Mật ong rừng còn nguyên sáp nhá. Sáp, mưa, nắng chảy hết, đi chung. Cái này nó chảy hết xuống dưới à? Đây là 10 cái. À, bắt tự bắt à? Hello, em chào tất cả quý cô bác anh chị và các bạn nhá. Chào mừng quý cô bác anh chị và các bạn quay trở lại với video tiếp theo của Tôi Người Vùng Cao ạ. Quý cô bác thân mến, một tuần trôi qua rồi, hôm nay em lại được quay trở lại chợ phiên. Thì vẫn với cái nhiệm vụ cũ đó là đi mua thảo dược hay là đi mua những cái món đặc sản cho các bác ở dưới xuôi, các bác ở dưới đồng bằng. Thì hiện tại đang là 8 giờ sáng, hôm nay thì em phải dậy từ rất là sớm, từ lúc 5 giờ sáng cơ để đi chợ sớm để kịp mua những cái món thảo dược quý kia. Một số cái món thảo dược thì chúng ta phải đi thật sớm thì chúng ta mới mua được các bác ạ, nếu mà chúng ta đi muộn thì lại không có bán. Thì bây giờ mời tất cả quý cô bác anh chị và các bạn theo chân em đi mua thảo dược cũng như là chúng ta sẽ đi tham quan cái chợ phiên ở trên vùng cao tí nha các bác nhá. Mời tất cả các bác ạ. Bây giờ mới có hơn 5 giờ thôi quý cô bác ạ. Bà con mới bắt đầu mang hàng hóa hay là nông sản ở trên bản xuống để bày bán này. Hiện tại ở chợ vẫn còn rất là thưa thôi. Những cái quán ăn bây giờ người ta mới bắt đầu người ta chuẩn bị những cái món ăn cho buổi chợ ngày hôm nay. Bây giờ quán cũng chưa có ai ăn đâu quý cô bác ạ. Đây giới thiệu với quý cô bác, đây là cái món đẳng sâm này. Hiện tại thì em đang nhờ mấy cô này bốc ra để em cân mấy cái bao đẳng sâm này. Hôm nay là chúng ta sẽ phải mua tầm 56 cân đẳng sâm nhá quý cô bác nhá. Cái này là hẹn quý cô bác từ tận tuần trước rồi, tuần này mới bắt đầu có bán. Tuần trước thì mưa không có. Tuần này thì em sẽ quyết định là em mua từ sớm luôn, mua hết tất cả cái chỗ đẳng sâm này cho bà con luôn. Rất là nhiều này. Nhiều quá nên là nhờ bà con nhặt
bớt những cái củ nhỏ ra để chọn mỗi củ to thôi. Ôi giời, ba này quả to phết nhỉ. Chọn cái dài thôi nhá, chọn cái bé thôi nhá, không là không lấy đâu. Anh giúp cái này giúp chị à? Nó đây, chọn cái loại như thế này này. Đấy. Chọn hết đi. Cứ cái dài, cái đẹp thì chọn hết thôi. Bây giờ chờ bà con nhặt xong thì chúng ta sẽ cân những cái bao đẳng sâm này lên. Xong là lúc tầm ăn cơm trưa xong em sẽ bắt đầu đóng hàng em gửi cho các bác nhá. Rồi 15 cân cho xuống đi. Cho tiếp bao kia lên. Tiếp bao của anh kia lên đi. Cái đấy là 1 cân, 16 cân rồi. 16 cân. Ba này 14 cân. Có 10 ý đấy. Cho cái này lên xem nào. Đây cho cái này lên. Mình mấy cân rồi? 15 rồi, cho xuống kia đi, 30 cân. Cho hết vào đi. Giờ tình hình là cái cân to người ta đang đòi về rồi, giờ phải chia nhỏ ra để cân từng cân một. Cái cân kia bé nó chỉ cân được khoảng 3 cân thôi, không đủ đâu, cái đấy không đủ đâu. Đây của chị này thì chị có 2 bao, bây giờ đổ hết vào 1 bao này, cho bao to luôn. Rồi của anh xem nào. Bây giờ mới được có 51 cân thôi. Và con nhặt hộ em 6 cân nữa đi. Mua 56 cân thôi nhưng mà em phải mua thành 57 cân. Tại vì là không tính chia đều ra thì nó lại bị thiếu ấy. Đấy, đổ hết vào. Rồi buộc hết vào xem. Không cho cái bao đấy luôn, lại còn đổi. Đây của bà con kia thì đủ 51 cân rồi, nhưng mà bây giờ còn thiếu 5 cân nữa, phải mua tầm 6 cân nữa. Tại vì tí còn chia đều ra, nếu mà chia đều cho mọi người ấy, thì mình phải gọi là mình thừa ra một vài hoa để cho mọi người không bị hao ấy. Nên là em phải mua thừa 1 cân, không tí là bị thiếu. Đây còn thừa mấy túi liền, bác nào mua thì mua nhá. Em hôm nay em chỉ mua tầm 57 cân thôi. Cân lên xem được 5 cân không? Thiếu rồi. Thiếu rồi. 4 cân. Thiếu một tí, nhặt cho đủ 5 cân luôn đi. Rồi. Rồi rồi. Bây giờ bác này nhặt cho 1 cân nữa đi. 5 cân của chị này. Của chị có 5 cân rồi đúng không? Cho kia. Dạ, vậy là đủ 56 cân. Đây mua cân cuối cùng nữa nhá. Mua cho bác này chưa bán được. Mấy chị em kia là bán được hết rồi. Đâu? Thế 1 cân thôi.
Rồi, ok rồi. Rồi, tôi đây. Đây, một cân cuối cùng nhá, cho tất vào. Bắt kia là 30 đúng không? Đây. Bây giờ còn 20 cân nữa nhỉ? Bắt kia 10 cân đúng không? Anh là 15 đúng không? Đúng rồi. Chứ kỳ đi, cậu chứ bạn này ra. Cậu ghi bây giờ bạn này đi. Buộc xong để đấy cho em nhá, hộ em trông tí nhá. Xong tí về em lấy. Đây, ở đây có con rúi này các bác này. Con này nó ăn cái cây chít. Cây chít về cây tre. Này họ bán 500 một con cơ các bác ạ. Con này không biết được bao nhiêu cân nhỉ? Có được một cân không? Ở đây có 4 con này. Có cái anh ở Vĩnh Phúc anh bảo mua nhưng mà tuần này mới bắt đầu thấy bán em, bây giờ đang làm giá với anh em trên này tí để mua. Cắn đấy nhở, thử bỏ cái này ra xem con dưới to này. Xem con dưới to. Ô, con dưới này bé thế, con dưới này rẻ hơn à? Như nhau hết à? Cái này là anh nuôi à? Không phải đâu ấy. Rào á? Cũng dài rồi. Rào á? Đến xem bé bé này có được không nhỉ? Cái bé bé này có ăn được không nhỉ các bác nhỉ? Có chứ. Con này được 1 cân không? Con này 8 lạng rồi. 8 lạng. Rồi để em xem qua tí nhá, không có cái gì làm giá được thì là mua nhá các bác nhá. Con này 8 lạng. Con rúi giống con chuột đấy. Thuộc họ của nhà chuột. Con này bé hơn nữa này. Đấy, sợ nó cắn rồi các bạn. Và 4 lạng còn. Con rúi này là nhiều người mua lắm nha các bác nha. Bây giờ ngoài em hỏi ra thì còn rất là nhiều anh em hỏi đấy, không phải là của mỗi mình đâu. Chào nha, lại cũng chào cả nhà nhá. Dạ vâng, chào anh chị. Mình ở đâu đến anh? Mình ở Vĩnh Phúc ạ. Hôm nay đi du lịch rồi anh? Đi du lịch ạ. Vâng, chúc anh chị chơi vui vẻ nhé. Cảm ơn em ba nhé. Gỗ nu tuần này thì có rất là nhiều gỗ nu mới và đẹp này các bác. Hiện tại đang thu hút rất là nhiều anh em bà con. Cái gỗ nu này thì em chưa mua được hộ ai tại vì là nó to quá. Với cả là chưa có bác nào quan tâm đến cái món này các bác. Wow, cái cây cuối cùng này đẹp phết này. Anh em súng lại xem cái cây cuối này. Để xem nó bao tiền nhé. Hay là nó nhỉ, lo này trả đi chứ là trả cái gì à? Cái đấy đẹp phết nhỉ. Bao nhiêu tiền đấy anh? 3 triệu. 3 triệu cả. Mày chắc gỗ mục lâu lắm rồi anh nhỉ. Đây là cái chỗ bán lan. Xem qua là hoa lan tí nha các bác nhá. Xem có cây lan nào đẹp không? Mua cho mấy bác ở xuôi tí. Đây là lan gì nhỉ? Cái này nó có ra hoa không? Như phải Tết. Tết mới ra. Cái này tên là gì? Hả? Hoa đa. Hoa đa. Hoa lan nữa. Cái này nó có địa lan à? Địa lan này hoa không đẹp nhỉ? Cái đấy đó. Cầu to lắm, hoa chanh đấy. Cái này là cây tam thất á? Tam thất rồi. Không phải chứ. Đúng rồi. To thế. To chứ. Cho xuống tí xem nào. Cao cao bằng người à? Ồ. Cháu xem là có ai mua cái này không thì cháu mua cho. Đưa đây, đưa đây. Để xuống đất đi. Cái này cây thất diệp nhất chi hoa đúng không? Đúng rồi. Thất diệp nhất chi hoa, cái này
hay để chữa rắn cắn các thứ đúng không? Đúng rồi. Ngâm rượu. Ngâm rượu, lùa thì ăn. Sủi to phết đấy nhở? Đấy, cũng không có cái khuôn ở nhà đâu. Cái này bao nhiêu năm rồi nhở? Chắc tầm chục năm rồi. Chú trồng à? Lấy rừng về. Rừng ở đâu đến đấy chú? Phú Thành. Cháu quay video tí nha, xong lát nữa có ai mua cháu quay lại cháu mua cho chú nhá. Nếu có ai mua thì cháu mua. Trời, bây giờ nhiều người đến phết này. Mấy bác bán cày này bây giờ mới bắt đầu mang đến bán này. Đây có bác này, bác ấy bán mật ong sáp này các bác này. Giờ xem qua một ong tí nhá. Rồi, chào bác nhá. Cho cháu xem cái này tí nhá. Dạ. Wow, một ong sáp. Cái này là có mấy tổ là có cả nhộng này. Còn cái tổ ở dưới cùng kia trắng trắng kia là chỉ có mật không thôi. Mật này ngâm rượu thì ngon đấy nhờ. Này mật không có nhiều mật rồi nhờ, bác nhờ. Cái này chủ yếu là có con nhộng. Cái này không phải ong khoái đâu nhỉ? Cái này ong rừng nữa đúng không? Ong rừng hơn bé này, ong ấy thì ong khoái to hơn nhỉ? To. Hôm nay là có hai bác mua mật ong sáp cơ. Đây này. Nhưng mà cái mật ong sáp có cả nhộng này rồi, hôm nay là không có ai mua này. Chỉ mua cái loại mật là có sáp. Đúng rồi, cái mật là mật sáp. Còn cái này là cái nhộng. Mật nhộng, cái này mật nhộng để ngâm rượu. Chưa có bác nào mua. Có gì bác nào mua cái này để ngâm rượu thì bảo em nhé. Cái này giá rẻ hơn cái mật sáp kia. Rồi đây là cái khu vực bán tam thất này của các bác này. Bây giờ là em xem qua cái tam thất tí cho các bác nhá. Hôm nay là có nói chung là có mấy bác mua tam thất này, tuần này không có nhiều bác mua. Cái tam thất này là cái loại tam thất đắt nhất là 850 một cân, là có một bác là mua 5 cân liền. Còn cái tam thất rẻ hơn là tầm 15 đến 16 củ là có khoảng 7 cân các bạn. Bây giờ em xem qua tí nhá, hôm nay không biết là có cái loại tam thất 850 này không. Đây, cái này là cái tam thất đắt nhất của anh này này các bác này. Đây, những cái củ này rất là nạc to nhá các bác nhá. Đấy. Cái này anh này bảo tầm 8 củ trên 1 cân thôi. Đấy. To phết nhưng mà có nhiều đất quá nhỉ. Nó vẫn có đất rồi, đất ra thì thế thì cân phải cân tươi lên tí nhỉ. Cân tươi. Anh thử cân lên xong có được 10 cân một củ. Đâu 10 củ 1 cân. Cái này 8 củ chắc tí mua cái loại 10 củ nữa. Nó tổng là mấy củ rồi, 4 củ rồi. 5 6 7 8 ai giả 8 củ 1 cân rồi. Anh cân luôn cái này lên xem nào. Cân luôn cái này lên xem. Nhưng mà nó to bằng nhau hết gì anh? Đây có 2 cân 2 cân 7 tính 2 cân rưỡi thôi chứ. 2 cân 7. Đây cho một tờ lô. Tính 2 cân rưỡi hả anh? Cái này tính 2 cân rưỡi nhá. Cái này là cái loại củ bé hơn này các bác này. Đây, bác này bác ấy đang nhặt để bán cho khách này. Cái này củ nó to bằng này. Đây, mình xem qua nhá. Đố mà. Đây là đố luôn. Này nó tầm 15 đến 16 củ. Bây giờ cái này cho đỡ bẩn rồi. Rồi em xin nhé. Vâng. Mua được 2 cân rưỡi tam thất là loại to rồi các bác. Giờ đi kiếm thêm 2 cân rưỡi nữa với lại 7 cân cái loại bé hơn kia. Tam thất mùa này khó mua lắm các bác ạ, tại vì người mua nhiều hơn người bán cơ. Cái anh kia anh bảo anh chủ vườn anh ấy bán mấy tạ liền mà không đủ bán cơ.
Đây, cái này là cái tam thất mà nó nhỏ hơn một tí nha các bác nhá. Bây giờ là cũng tranh thủ đi nhặt để mua cái này cho mấy bác thôi. Cái này còn 7 cân nữa. Củ này nó cũng nạc phết này, đang nhiều cái anh này anh nhặt hộ. Bây giờ tranh thủ nhặt thôi, không tí là nhiều người mua là họ chọn hết cái củ đẹp là mình không có nữa các bác. Này em phải đích thân em đi mua thì mới được củ đẹp thôi. Nếu mà đặt một đống như hôm trước thì là có cả củ bé. Trước thì dễ chọn. Hôm trước em mua 40 cân ấy, thì là em không chọn nữa. Chọn củ đẹp đẹp xem nha anh nhá. Tam thất này nó cũng già phết các bạn. Cái này thì chúng ta có thể dùng để ngâm rượu nhá, hoặc là ngâm với mật ong, hoặc phơi khô ra để xay thành bột để uống các bạn. Đây, củ nhỏ nhá. Đấy, được củ to rồi. Nhìn to như củ gừng ấy nhỉ. Này nó chỉ to tầm bằng củ gừng thôi nhá các bác nhá, không to lắm đâu nhá. Nhưng mà cái chất lượng nó nặng hơn. Xem nào. Đấy, người mua thì nhiều hơn cả người bán các bác. Người bán thì chỉ có 1-2 hàng thôi nhưng mà người mua nhiều lắm, cả em nữa. Sắp đủ rồi các bạn. Hộ em 9 cân rưỡi nhá. Đây, lại tiếp tục cho một bao tải nữa các bác nhá. Đây, cho em gửi cái này nữa. Rồi, bây giờ mua đủ tam thất rồi các bạn. À, tuần sau các bác nào muốn mua tam thất thì bảo em nhé, để em lại đặt hàng với anh em này mua. À, cho em gửi đây luôn nhá anh. Tí nữa em về em lấy. Các chị em này thì vẫn còn đang miệt mài để nhặt tam thất. Em thì nhặt xong rồi, bây giờ em giới thiệu với các bác cái món tam thất khô nhá. Cái loại này bé hơn này các bác này. Cái tam thất khô này là nó không có rễ nữa đâu. Người ta nhặt hết rễ của nó ra rồi các bác. Cái này là cái củ to hơn, 51 củ trên 1 cân nhé các bác nhé. Có vẻ là không đúng nét mấy nhá. Cái này là cái nụ tam thất này các bác này. Đấy. Nụ này là nụ xanh đẹp này, tròn. Nụ này nó nhỏ hơn và cảm giác nó không được đẹp cho lắm. Nhưng mà cái nụ này gọi là nụ ba tử các bác nhé. Nụ ba tử thì thường thường nó sẽ đắt hơn so với lại cái nụ bình thường kia. Đây có cả cái loại nụ rẻ này các bác này. Cái này nụ rẻ nhá, nó nở tung té hết ra rồi này. Đấy. Cái nụ nó còn bao tử như thế này nó sẽ đắt hơn. Cái này chúng ta sẽ thường sử dụng để hãm trà uống. À, nó có công dụng là trị các cái bệnh về tim mạch, điều hòa huyết áp này, rồi là giúp sáng mắt, bổ gan, an thần, chữa đau đầu, mất ngủ, rồi là tăng cường sức đề kháng và làm đẹp da. Quý cô bác nào muốn mua cái này thì có thể là liên hệ cho em nhé. Đây còn có một bao nữa đẹp hơn nữa không? Đấy. Cái này là cái loại đẹp nhất nhé. Cái này là cái loại 950 này các bạn. Bao tử xanh đẹp luôn. Và cái này là xanh tự nhiên người ta phơi nhá các bác nhá, không phải là xanh kiểu nhuộm màu đâu nhá. Có một số chỗ là người ta bán là người ta nhuộm cái màu xanh mà cảm giác là cái màu nó điêu lắm. Này. Cái này nó màu tự nhiên. Đây các bác này, hôm nay là em phải mua tầm 1,5kg cái nụ tam thất này. Em đang chọn cái loại nụ tam thất đẹp nhất để mua cho các bác nhá. Chỗ của chị là đẹp nhất rồi. Giờ chị đang đong cho mình 5 lạng nữa. Tự làm luôn nhá, không phải là người ta phơi xong mình lấy hình về đấy nhá. À đâu. Đấy, cái này anh tự sấy luôn, cho máy làm luôn nó chuẩn chất lượng tươi luôn. Mua tươi về á? Đúng rồi, tươi vừa mới làm này, vừa mới sấy luôn, chưa được một tuần này. Thế bây giờ khô như này nó có bị mốc không anh? Không, khô này không mốc rồi, khô đẹp rồi, không mốc hẳn rồi đúng không? Khô hẳn rồi, đây này, thấy chưa? Đó.
Bây giờ đang bảo bắt đầu bỏ ra đây này. Trực tiếp luôn à? À, trực tiếp mình làm luôn đây này, đúng không? À. À. Này chất lượng nhỉ. Đây lúc cho tươi đây này, lúc bắt đầu tươi cho vào đây này. À. À, đây là lúc mới cho tươi vào đây này, thấy chưa? Chuẩn nó yên tâm luôn, không bao giờ là mình bảo là lấy hàng bên kia về mình làm đâu. Có cho thuốc không anh? Ôi, làm gì có hả? Xanh đẹp nhỉ? Đó, đấy lúc làm tươi này, sau đấy, thấy chưa? Đó. Thấy chưa? À, đấy, tự mình làm luôn á, có cái mà người ta làm nhưng không phải đâu, là đây, thật ra đây làm cái này đây. Rồi, đó. Nhiều máy phết nhỉ? 3 máy liền luôn, đó. Ừ. Đây, của em là có 3 túi rồi đúng không? 3 túi 1,5 cân. Đấy, bác nào mua lại bỏ em nhá, cái này còn ít thôi, còn có 1 bao này thôi. Cân mà. Vâng. Đây các bác, lại một cái hàng tam thất nữa. Mọi khi thì em hay giới thiệu với các bác là cái món tam thất với lại những cái món đặc sản khác. Thì hôm nay em giới thiệu với các bác cái món này này. Đấy, cái này người ta gọi là củ ấu tàu nha các bác nhé. Một số chỗ thì gọi là củ ấu tàu. Cái này thường sẽ phân bố ở cái khu vực Lào Cai và Hà Giang. Cái này thì thường thường người ta sẽ sử dụng để ngâm rượu này. Để làm cái kiểu làm thuốc bôi xương khớp ấy các bác. Cái củ ấu tẩu này nhá, các bác ngâm thuốc này, xong ngâm với con tắc kè, không phải tắc kè mà cái con bọ cạp ấy, hoặc là cái con dết ấy. Thì cái độ mạnh của nó rất là cao các bác. Xong các bác bôi cái chỗ bị đau bầm tím xương khớp cái thứ là rất là mạnh. Đấy. Cái này bà con sẽ bán 350 một cân này, cái loại to này. Còn loại bé hơn bên kia là khoảng 250 các bác. Cá này bán chạy phết nhỉ, nhiều người mua phết. Cá này cá suối anh ơi. Suối á? Cá suối bán rẻ không phải là. Cái này cá sông hay cá suối rồi. Cá sông hay cá suối? Cá sông, à. Sông cốc ly. Sông cốc ly à? Vâng ạ. Cái này tự bắt à hay là nuôi đấy chị? Bắt rồi, cái này làm gì nuôi được. Đã hơn ra một cái bó nó cái cá này thì. Thế cái này bao nhiêu? Rồi 20.000 một cân. 20.000 cân này, cái này chiên giòn ăn đấy nhỉ? Vâng, giòn ngon lắm. Thế cái này cũng là 20 một cân. Cái này mổ rồi à? Mổ sắn. Ướp đá luôn. Này còn chị em ở Cốc Ly sao ấy? Rất là nhiều người mua. Cái này mua về nhậu uống bia được anh nhỉ? Rồi ok các bác, những cái tuần trước ấy thì mua cái sâm cau này rất là khó, tại vì là bà con mang ra bán ít. Tuần này thì bà con mang ra nhiều, căn bản là bà con bây giờ cũng rảnh rỗi rồi, bà con cấy hết rồi thì bà con mang ra bán. Cái này thì là hôm nay em đang mua cho rất là nhiều bác nhá. Ở trên đầu tiên này này các bác này, món sâm cau này có 23 cân, thì bác này có 23 bó thì em mua tất luôn các bác. Tranh thủ mua xong tí nữa còn có thời gian đi mua những cái khác. Căn bản hôm nay rất là nhiều món chúng ta sẽ phải mua, sẽ phải mất rất là nhiều thời gian các bác. Đây, cái danh sách này nó rất là dài luôn các bác. Vẫn như những cái tuần trước thì tuần này lại nhiều hơn các bác. Đây, cái ba kích nhá, cái ba kích là 64 cân, nhưng hôm nay không có bán các bác. Có thể là em sẽ phải hẹn các bác tuần sau thôi, tuần này thì nó không có rồi. Còn cái sâm cau này thì rất là nhiều, thoải mái luôn. Đấy. Đủ 23 bó chưa? Công ty về thiếu này chết giờ. Về đóng cho người ta. Cháu sợ gửi thiếu cho người ta. Đúng 23 bó rồi đúng không? Thế cân lên xem nào. Có cân không? Buộc chắc chắc vào. Rồi xong 23 bó sâm cau. Cô giúp cháu để vào đấy, tí nữa về cho mình lấy. Để vào đấy nhá. Cô có ở đây nữa không? Đấy là cháu của bác cái gì? Thế hộ cho em gửi đây tí nhá. Cho em gửi cái này ở đây tí.
cháu xin nhá, tiền thừa còn 20.000 nữa này các bác này. Cái bác này thì già rồi, khoảng 70 tuổi rồi. Bác hay bán các cái loại củ này ở chợ. Thì nói chung là tuần nào cũng gặp bác này ở đây. Thì ở đây là cái chè dây này các bác này, chè dây khô nhá. Còn cái này là cái loại củ để gọi là người ta chữa cái bệnh ỉa chảy này, rồi là đi ỉa ra máu này, rồi là nói chung là những cái bệnh về đường ruột. Cái này là có cái củ gọi là cái củ gì không biết này. Ông không biết nói tiếng Kinh mấy đâu các bác. Còn kia là cái món nho rừng. Nho rừng tầm này thì nó chưa có chín, nó vẫn còn xanh. Chắc phải chờ đến 1-2 tuần nữa thì chúng ta mới mua cái này thì nó mới ngọt các bác. Ngâm rượu ngọt lắm. Ở đây có một chị bán ớt này các bác này. Cái này là ớt gió hay sao nhỉ? Bé tí nhỉ? Ớt bé đâu mà. Ớt bé à? Cái này tiếng dân tộc thì gọi là ớt cứt chuột nha các bác nhé. Bởi vì nó bé tí tí như kiểu phân chuột ấy. Này chị bán cả tươi cả xanh này, cả đỏ cả xanh này. Cái này một bát bao tiền đấy chị? 20.000 một bát à? Không cần cân đâu nhỉ? Này họ tính theo bát nha các bác nhé. Ớt phân chuột hay còn gọi là ớt gió, nhỏ tí tí thôi nhưng mà cay lắm nha các bác nhé. Đấy, bác nào mua ớt thì lại bảo em rồi. Ớt này thì quả to hơn so với lại cái ớt gió vừa rồi. Bà con đang buộc lại những cái bó sâm câu để bán, nó bị tuột ra, nó dễ tuột. Ở đây có một số cái mặt hàng nói chung là cũng khá là đặc trưng ở trên này. Cái này là dứa rừng nha các bác nhé, dứa rừng, dứa dại. Cái này bà con bóc tách hết ra rồi, giờ nó chỉ còn mỗi cái múi này thôi. Cái này dứa dại khô. Ở đây có một bao chè dây. Chè dây của bà con ở trên này. Chè dây khi mà phơi khô nó sẽ có cái chỗ trắng trắng như này các bác nhá. Cái này không phải bị mốc đâu mà là bản chất của cây chè dây nó trắng như này. Đấy. Chè dây thì rẻ lắm, có khoảng 50.000 một cân. Còn đây là bắc kích, không phải bắc kích mà cái này là ngọc cẩu khô các bạn. Cái nấm ngọc cẩu thì mùa này hiện tại là không có cái loại tươi, chỉ có loại khô thôi. Cái này bà con phơi từ đầu năm rồi. Đấy. Khi mà phơi khô thì nấm ngọc cẩu nó sẽ teo nhỏ lại như thế này các bác nhé. Nó không còn được nạc to như lúc còn tươi đâu. Đấy. Cái này ngâm rượu thì nó sẽ ra cái nước màu nâu rất là đẹp và thơm. Ở đây nữa này. Vẫn tiếp tục là những cái bao chè dây. Quý cô bác là thích uống chè dây cho mát thì có thể liên hệ cho em nhé. Đấy. Đây là một bao chè giả của Lam. Đấy. Cái này là chè giả của Lam quý cô bác nhé. Giả của Lam chữa bệnh gì thì quý cô bác có thể tìm hiểu qua trên mạng nhé. Cái này giả của Lam Lào Cai là cái loại giả của Lam thuộc dạng tốt nhất rồi. Đây là những cái hàng cà chua bi. Bà con người Hơ Mông họ trồng cà chua bi ở trên này thì bán rất là nhiều các bác ạ. Và đây là những cái mặt hàng rau rất là tươi ngon của bà con ở trên này. Ở đây có một ít cái rau ngải tía này các bác này. Đây là quả đào rừng nhá các bác nhá. Đấy, chúng ta sẽ xem qua quả đào rừng tí này. Cái đào nhà kia quá mùa rồi, bây giờ mới bắt đầu là có cái loại đào rừng này chín này. Và đào rừng nó sẽ có cái màu đỏ bên trong như này các bác ạ. Cái đào này dùng làm nước đào ngon lắm. Đào này nó cứng hơn so với này cái loại đào nhà kia. Và ăn nó cũng thơm thơm kiểu gì đấy các bác. Còn đây là những cái loại rau rất là tươi ngon của bà con ở trên các cái bản làng ở trên Bắc Hà và Simacai. Cái này là rau bò khai này. Đấy. Và đây là những cái quả bí rồi quả su su rất là tươi. Cái này là củ kiệu này. Đó. Ở đây có quả cà dại nữa này. Rồi đây là những cái loại hạt giống rau.
Đấy. Còn đây là cái hoa chuối nhá. Hoa chuối rừng với hoa chuối nhà. Ở đây có một túi mận. Mận này mận tím. Đây giới thiệu với quý cô bác, đây là cái món sâm quy nha quý cô bác nhá. Thì sâm quy có hai hàng này, củ khá là to các bác ạ. Đấy, hôm nay là em phải mua tầm 6 cân sâm quy. Cái này người ta hay còn gọi là cái sâm đương quy đấy các bác ạ. Cho em 3 cân đấy. Chị đang giả tiền cho khách khác. To phết nha các bác nha. Bây giờ bắt đầu vào mùa rồi. Quý cô bác có thể là đặt hàng cái sâm quy này rồi. Cái này ngâm rượu đẹp đấy nhỉ. Cái này lấy cái này đi, cắt cái này đi. Cái này họ bán cả lá, tại vì một số người là người ta mua cả lá ấy. Lấy cả cái này nữa. Ba cân là cũng nhiều phết đấy các bác ạ. Không phải đi đâu. Nhiều đất quá nhỉ. Để cho tươi tươi đi nhá. Cân em xem được chưa? Ba cân rồi. Rồi rồi rồi. Cho thế đi tại. Rồi được rồi. Đừng bỏ ra nữa. Ba cân mua. Ba cân đúng không? Chị ba cân của ông bên cạnh này ba cân. Có nghĩa là mình sẽ mua hai hàng liền các bác. Hàng ở bên này thì củ nó cũng to. Đấy, củ bên này cũng to nhưng mà em mua cả hai hàng để kiểu ủng hộ cho bà con ấy. Mỗi người bán được ít ấy, cho nó vui. Đấy, bây giờ em trả tiền cho mấy bác giải trí đã nhá. Ở đây là có những cái hạt đậu này các bác này. Đấy, rất là nhiều cái loại đậu nhá các bác nhá. Đậu đen rồi đậu béo các thứ này. Đấy, rất là đẹp luôn này. Đó. Hạt đậu rất là đẹp. Này có cắt chua bi nữa. Mấy bác người Phù Lá bán. Đi qua cái hàng mít này thơm quá này các bác. Thơm lừng luôn. Đây là có cái hàng rau dớn này các bác này. Cái này là một cái loại hành gì mà nó đỏ đỏ này các bác này. Cái này là bà con hay dùng để luộc với thịt gà. Sau khi luộc xong thì thịt gà nó sẽ có một đỏ đẹp. Đây có một cái chổi. Đây bác này bán rất là nhiều cái nhân trần. Đây có cái chị gái này, chị bán cái nhân trần khô các bác. Hôm nay em đang đi mua cái nhân trần khô cho cô Đỗ Thị Đông ở trong Bình Dương. Cô Đông là một khán giả của Vinh và cũng đã từng mua nụ tam thất của Vinh. Và cô Đông rất là tốt nha các bác nhá. Sau khi mà Vinh gửi nụ tam thất cho cô Đông thì cô Đông đã có cái địa chỉ của Vinh và cô Đông thỉnh thoảng vẫn hay gửi những cái đặc sản ở trong miền Tây cho Vinh. Thì hôm nay em đi tìm mua cái nhân trần này em gửi cho cô Đông để cô ấy bán trà đá ở trong Bình Dương cho công nhân các bác ạ. Ở đây có khoảng 2, 3, 4, 5 bó. Chị hộ em buộc cái này vào đấy. Chú kia bảo lấy rồi. Lấy hết luôn. Chú bảo lấy hết, chị nhận ra rồi nhưng mà tiền chưa đưa người chẳng thế đâu. Thế là chị bắt buộc phải trả ra bán.
em mua cái này mất 100.000 các bạn. Có bao nhiêu em sẽ mua hết cho cô Đông. Ở bên kia thì họ chỉ bán cây tươi thôi. Em đi tìm mua cái khô cơ. Ở đây bạt ngàn dưa chuột luôn các bác ạ. Dưa chuột đang rất là tươi ngon này. Cái này là hãng dưa chuột của người Hơ Mông nha các bác nhá. Cái dưa chuột này mọi khi em hay quay thì quả to lắm các bác ạ. Đây chỉ là những cái quả nhỏ của nó thôi. Vậy dưa chuột này còn tươi ăn ngon lắm. Cái này bà con trồng ở trên nương ngô các bác. Đến mùa ngô bắt đầu to rồi thì cái quả dưa này nó to theo. Trên này một cái hàng rau rất là dài. Chợ rất là đông vui luôn các bác. Đây có cái món market này các bác này. Tuần này là em phải đi mua tận 60 mấy cân market cơ. Nhưng mà này có mỗi hai cái bao bé tí này các bác ạ. Không đủ mua. Này anh này anh đang mua, anh đang cắt bỏ những cái chỗ bị thừa kia ra. Còn này bà con chắc là vẫn còn đang đi lên làm ruộng hay sao không mang ra bán các bác. Chắc là lại hẹn các bác bán kích tuần sau thôi các bác ạ. Tuần này chưa có bán đâu. Này, có mỗi một tí bán kích này không đủ. Cái này chắc chỉ có khoảng mấy cân thôi. Cái này anh mua hết rồi này các bác này. Ở kia có một ít bán kích nữa nhưng mà bán kích của cái chị kia là bán kích trắng. Này, thôi chờ tuần sau nhé các bác nhé. Đây có một ít cái thuốc dạ dày này các bác này. Cái này nó kiểu dạng như cây nắp ấm ấy các bác ạ. Cái này bà con bảo là uống để chữa bệnh đau dạ dày hay là đau bụng. Có thể là nhai trực tiếp ăn luôn. Hoặc là có thể đun nước uống. Đấy. Cái này bà con mua nhiều lắm đấy nha các bác nha. Hôm nay chẳng qua là nó nhiều thôi. Ở đây thì có cái nấm kiểu như nấm linh chi ấy các bác ạ. Này rất là già rồi. Cái này nó mọc ra từ một cái thân cây bị mục. Nó vẫn còn đất này này các bác này. Đấy. Này rất là đẹp nha các bác nha. Ngâm rượu trang trí luôn được. Giống như kiểu nấm lim xanh ấy nhỉ các bác nhỉ. Nấm lim xanh thì nó có chân nó dài hơn. Đấy. Cái này có ít chỗ đen nữa này. Sâm cau thì tuần này nhiều lắm. Vừa nãy em mua đủ sâm cau ở trên kia rồi. Đây tình hình hiện tại em mới mua được các sâm cau này và đẳng sâm. Ba kích thì phải hẹn các bác tuần sau thôi. Tam thất tươi thì cũng mua được rồi, đương quy tươi mua được rồi. Còn cái bổ máu nữa, bổ máu thì là em sẽ lấy bổ máu khô. Và tí nữa em mới sang bên kia mua các bác. Còn nấm lim xanh nữa, nấm lim xanh rừng và nấm sừng hươu nữa. Đây, hà thủ ô các thứ này, bây giờ đi tìm mua hà thủ ô cái. Còn 6 cân hà thủ ô nữa này. Nấm sừng hươu không phải 5 cân thôi. Bạc kích nữa. Nói chung là hôm nay rất là nhiều món nhá. Nụ tam thất em mua được rồi này. Còn dao mèo nữa. Dao mèo mua được 2 con rồi. Còn 2 con chặt gà với lại con dao bầu nữa. Gạo nếp nương có 9 cân nữa này các bác này. Một cái chõ đồ xôi. Đấy, bây giờ đi tìm mua những cái món kia nha các bác nha. Đây là những cái sâu ớt này các bác này. Cái sâu ớt này là cái quả ớt to lắm. Cô này cô ấy đang sâu vào để bán cho những cái bà con khác mang về để kiểu treo lên các bếp hay là phơi khô để dùng dần đấy các bác. Đây là bán rất là nhiều cái ngó khoai này. Rồi đây là cái loại lá, không phải là lá mà đây là ngọn của cây xoan đào các bác. Đấy, bà con sẽ bán để mang về nấu canh. Ngọn của xoan đào thì nó hôi lắm các bác, nó như kiểu rau thối ấy, nhưng mà cái này ăn ngon lắm. Đấy, còn đây là cái tía tô. Tía tô ở trên Bắc Hà, Lào Cai, nó sẽ có màu tím như này các bác. Tía tô này thơm lắm nhá, cái này bà con hay sử dụng để nộm màu thịt gà hoặc là thịt lợn. Đấy. Ở đây có ít ốc kiểu ốc bắt ở trên các cái cửa ruộng bậc thang ở trên vùng cao ấy.
cốc này nó vẫn còn nhiều đất đó. 20.000 một cân thôi các bác. Đây các bác ơi, tìm được cái món hạt ổ ô rồi này. Sáng đi mua những cái mặt hàng kia, bây giờ mới bắt đầu đi mua hạt ổ ô. Hạt ổ ô này thì giá trung bình nó sẽ rơi vào khoảng độ 100 đến 150 nha các bác nhé. Những cái củ to này thì có thể đắt hơn. Đấy. Hôm nay em phải mua 6 cân. Có một bác là mua 2 cân, một bác là mua 4 cân các bác. Em sẽ mua những cái củ trung bình này về để cho các bác dễ thái nhá. Này chỉ cần dùng dao để chặt và thành từng miếng là có thể là nấu được, hấp được. Anh giúp em chọn cái này với. Chọn giúp em cái này 6 cân. Cái này. Vâng. Lấy túi ra. 6 cân. Đây nữa này. À của người khác à? Thế là hai chủ à? À, tự chọn á. Đây dài quá nhỉ, mấy cái ngắn đó. Ngắn cho nó dễ vận chuyển. Thế em lại đi tìm mua những cái đồ để em đựng khó. 6 cân chắc còn mua hết chỗ này á. Ok, sẽ thế. Nhiều đất quá nhỉ. Đây có phải của mình luôn không? Phải chứ. Phải cho hết vào. Không biết chọn cái này. Rồi đem ơi. Em xin nhá. Cái này nữa. Ôi dồi ôi, cồng cảnh quá này các bác này. Bên trên kia gửi à, đi mua cái khác được. Ở đây có anh này, anh bán một số cái loại thảo dược này các bác này. Cái này là để ăn trầu, còn cái này là để người ta trồng làm cảnh đó, hoa kiểu hoa lan rừng ấy. Đây anh có chè tươi này, rồi là dây bổ máu này, cái này là chữa đau bụng này, còn cái này là cái hoa lan kim tuyến nhé các bác nhé, lan kim tuyến để trồng làm thuốc. Rồi dưa chuột, cái này là cái quả thảo quả tươi, thảo quả tươi để làm gia vị. Các bác mua về các bác lại phải phơi ra khô để các bác dùng nhé. Tươi thì người ta không dùng làm gia vị được, cái này chỉ dùng để làm gia vị thôi các bác nhé, không làm ngâm rượu được đâu nhá. Ăn nó sẽ có cái vị cay cay các bác. Bà con ở trên này họ sẽ mua về họ treo lên các bếp cho nó khô xong rồi họ dùng dần. Đấy, nói chung là chợ phiên thì rất là nhiều cái món đồ độc lạ và hay. Ở đây là khu vực bà con người ta bán gừng các bác ạ. Ngoài gừng ra thì cũng có rất là nhiều cái loại giống rau rồi là ớt các thứ. Ở đây có một ít cái sâm dây này các bác này. Đấy, này người ta gọi là cái sâm dây ở trên vùng cao này nhá các bác nhá. Cái này thường là bà con sẽ dùng để nấu với lại gà hoặc nấu với thịt để ăn tẩm bổ các bác ạ. Cái này bác nào mà kiểu vừa bó bột xong ấy mà cơ nó bị cứng ấy, kiểu tay nó không duỗi ra được ấy, thì các bác có thể là nấu cái này để ăn để cơ nó giãn ra nha các bác nhá. Đấy. Đây. Đây là cái giống của cái đương quy này. Vâng, giống đương quy. Mà có cái anh gì anh bảo mua giống đương quy nhỉ? Em chưa có ghi vào sổ tại vì anh ấy chưa chốt. Đấy, gừng đây này, gừng bán theo túi này. Gừng này là bán 20.000 một túi này các bác nhé. Đấy. Ớt sâu.
rất sâu. Giờ còn rất là nhiều món đồ là chúng ta sẽ phải mua. Giờ em tranh thủ em đi mua tí nha, giới thiệu với các bác những cái món này thế này thôi. Bác nào mua thì bảo em để tuần sau em mua nhá. Wow, thấy món mật ong rồi này các bác này. Mật ong còn nguyên sáp nhá. Hôm nay có hai bác mua vị chi vào khoảng 4 cân các bác. Em sẽ xem qua tí xong rồi em mua cho các bác nhá. Đây, mật nó đang chảy hết xuống dưới đáy của cái xô rồi. Đấy, nhìn mật rất là sánh các bác ạ. Nhìn rất là đậm đà luôn. Cái này là mật ong rừng nhá các bác nhá. Mật ong ở trên rừng này nó không phải là ong khoái đâu. Con ong nó to, nó nhỏ hơn ong khoái thôi. Nhưng mà cũng không phải là ong ruồi các bác nhá. Ong này nó lớn hơn ong ruồi mà nó nhỏ hơn ong khoái. Đấy, đang mùa cái loại mật này rất là ngon. Mật này nó có một loại là mật ong hoa ngô chứ. Hoa ngô thì cái màu mật nó không được đậm bằng cái màu mật này. Cái này là mật ong ở trong rừng thảo quả ấy, nên là cái màu nó sẽ đậm hơn các bác. Bác nào thích mua những cái mật này thì các bác tranh thủ nhé. Tại vì là mùa này đang là mùa mật ngon. Qua cái mùa này đi thì mật nó sẽ không được ngon bằng cái mật mùa này nữa các bác ạ. Mùa này nó chỉ còn ít thôi. Tranh thủ mua thì còn một vài tuần nữa là không có nữa rồi các bác. Đây gần như là những cái xô mật cuối rồi. Tại vì những cái tuần trước ấy bán rất là nhiều. Tuần này thì mới chỉ có một hai người bán cái mật này thôi. Bây giờ em đi kiếm cái lọ để em đựng cái mật này đã. Xong rồi thì em sẽ đựng cái này mua cho các bác nhá. Cái này cô ấy không đựng vào túi bóng được. Đựng túi bóng sợ nó chảy nó vỡ mất. Đây giới thiệu với quý bác, đây là khu vực bán chó đồ xôi nha các bác nhá. Chó đồ xôi này thì được làm từ gỗ. Và gỗ này là gỗ thoạt để cho nó được dẻo dai và nó không bị vỡ các bác ạ. Và cái chỗ này được bà con làm thủ công bằng tay rất là đẹp luôn, tròn xoe luôn như này các bác ạ. Em đã từng có một cái video quay một bác làm cái chỗ này bằng tay. Nói chung là các bác làm rất là giỏi và đẹp. Hai anh chị ở trong Sài Gòn bảo mua một chiếc chỗ khoảng 4 cân. Thì đây chính là cái chỗ 4 cân này các bác này. Nhìn nó vừa xinh xinh luôn các bác ạ. Đây này, có 4 cân đây này. Cái này là 4 cân nhá các bác, cái này rất là đẹp nhá. Cái này là mỏng hơn và nhẹ hơn này. Cái này có 3 cân thôi. Đấy, em sẽ mua cái 4 cân. Cái này, đấy, cái này vẫn là tươi nhỉ? Chưa khô đúng không? Khô rồi nhưng mà chưa khô tẩy mấy. Chưa khô mấy đúng không? Có cái đẹp thì cũng không thấy rồi. Cái này trả tiền à? Mấy cái này phải mua khốn khốn rồi mà. Khốn khốn là rất tiền. Đây, cái hàng bán hương hôm nay bán rất là chạy và rất là nhiều người bán nha các bác nhá. Đồ này là bà con người Hâm Mông họ bắt đầu làm những cái lễ rồi nên là sẽ dùng những cái hương này khá nhiều. Có một số bác ở trong miền Tây, miền Đông rồi là lấy xuôi Thái Bình các thứ cũng mua cái này về để thắp hương thử. Không biết là các bác thắp hương này các bác cảm nhận như thế nào nữa. Nhưng mà nó không thơm hết các bác ạ. Nó không được thơm bằng cái loại mua ở quán tạp hóa thôi. Nhưng mà cái này là hàng thủ công bà con làm bằng tay rồi là bằng những cái cây gỗ ở trên rừng các bác. Đây là khu vực bán thịt lợn bản. Em đang trên đường đi tìm mua gạo nên là phải đi qua cái khu vực bán thịt này. Các bác nào muốn mua thịt để ăn thì các bác có thể phóng xe lên trên chợ phiên này để các bác mua về ăn nhá. Đây thì thường chủ nhật họ sẽ bán thịt lợn bản rất là ngon. Nhưng mà phải có mặt ở chợ từ lúc còn sớm nha các bác nhá. Lúc tầm 6-7 giờ sáng thôi. Tầm này là những cái miếng thịt ngon nhất là đã bán sắp hết rồi các bác ạ. Khu vực bán thịt này thì cũng có thể coi là một cái khu vực bán thịt lớn nhất ở trong khu vực Tây Bắc luôn đấy các bác. Em cũng đi rất là nhiều cái chợ Hòa Phiên ở trên vùng cao trên Tây Bắc này rồi. Nhưng mà cái khu bán thịt ở chợ Hòa Phiên Bắc Hà, Lào Cai này vẫn là cái chợ nó to nhất. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây bây giờ đến cái khu vực bán gạo rồi các bác ạ. Bây giờ đi mua gạo nếp nương cho mấy bác ở dưới xuôi cái nhá. Nếp nương hôm nay là phải mua tận 9 cân cơ. Đây là bà con người dân tộc Phù Lá, họ bán gạo. Người Phù Lá họ làm rất là nhiều ruộng các bác ạ, nên là họ có của ăn của để ấy. Thế cả là có gạo để bán. Mỗi một tuần sẽ mang gạo ra bán một lần, sau đó sẽ dùng tiền để mua mắm muối mì chính về để sử dụng trong gia đình. Nói chung là cuộc sống tự cung tự cấp như này cũng rất là đơn giản và thú vị các bác. Đây bác này bác ấy có vẻ là có những cái gạo rất là đẹp này. Cái này gạo gì nhỉ bác nhỉ? Gạo này là tám thơm à? Hạt nhỏ nhỏ nhỉ, như kiểu gạo sáng cù ấy nhỉ? Sáng cù đẹp. À đây sáng cù đúng không? Sáng cù Điện Biên này. Sáng cù lấy tận Điện Biên về á? Vâng ạ, nhà em có người nhà Điện Biên này kiểu mốt thế chứ. Sáp, sáng cù này ăn thơm ngon. Sáng cù này cháu hay gửi cho mấy bác ở dưới miền Nam mà. Thơm ngon lắm. Thỉnh thoảng cháu lại mua 20 mấy cân, cháu gửi cho các bác ở dưới xuôi. Cháu đi quay qua. Mua ở đâu? Cháu mua đây mà. Chợ. Sao lấy của cô đấy? Đây có một bao gạo đỏ này các bác này. Cái này gạo đỏ này. Cái này gạo ruộng hay gạo nương nhỉ bác nhỉ? À gạo ruộng này. Ruộng đỏ nhỉ. Giống như kiểu gạo nương ấy. Này ngọt phết nha các bác nhỉ. Này nếu mà không sắt kỹ thì nó sẽ có màu đỏ, nhưng mà đây là bà con sắt kỹ rồi. Nó chỉ có hơi đỏ thôi. Mấy bác này thì chủ yếu là bán gạo tẻ. Ở bên này em thấy có cái gạo khá là ngon, đẹp. Đây khẩu rang à? Khẩu rang hay còn gọi là gạo cốm nữa. Gạo cốm, cái này thơm lắm các bác ạ. Cái này là gạo nếp nhá, nhưng mà bà con thu hoạch từ lúc nó còn tươi ấy. Lúc gạo nó vẫn còn sữa thôi, bà con đã mang về bà con đồ rồi, sau đó là sẽ phơi khô. Và bây giờ sát ra thì nó như thế này các bác. Nó có màu vàng vàng một tí. Cái này ăn rất là dẻo và thơm. Một món đặc sản ở trên vùng cao, khu vực Tây Bắc. Đây là đỗ đen lòng xanh, rất là nhiều để về nấu chè. Nếp cẩm này hạt to nhưng mà nó hơi lép các bạn. Gạo này nó không được ngon cho lắm. Những cái hạt lép nó sẽ kiểu bị trắng trắng như thế này. Còn đây lại tiếp tục là gạo cốm này. Đây có hai bác người Mông này bán nếp nương rồi này các bác này. Cái này là cái hạt nếp nương nha các bác nhá. Dạ vâng, chúng có thể rất là đẹp. Hạt rất là to và đẹp nha các bác nhá, dài nhá. Đấy, trắng đẹp luôn. Gạo nếp nương là nó sẽ dẻo và nó sẽ thơm hơn so với lại cái gạo nếp ruộng bình thường các bác ạ. Nói chung là ở trên này gạo nếp nương nó là một loại đặc sản rồi. Đi tìm mua nếp nương khó hơn là đi tìm mua nếp ruộng các bác. Té đây bác ơi. Té nhiều lắm đây này. Có cả té á? Đây đây, lắm té, toàn té là té đây. Ồ, thật chết rồi. Cái này thì đúng mà. Và này bị lân đây này, té đây bà. Lân té đây này. Trên sở. Chắc là bà trồng trồng cả gạo té. Nhiều té lắm, không ăn được. Nhưng mà được ở một cái tháng. Thế mà như dung nhưng mà đẹp thôi, nhưng mà tan tè mà đây này như chảy vô mắt nào chứ giá của nó bao nhiêu mắt nào mà dung mà đây này thắn gà tè nhiều nhiều làm sao mà ăn được. Cái này chắc bà chồng không có cả gà tè nó kèm theo. Ôi dồi ôi, tan tè nhiều thế này ăn cái này thì là gạo nương này. Ừ. Gạo nương gạo tè nương nhiều lắm bà ơi đây này. Đây này, hạt này mới là tẻ nếp này. May chị này nói không mà em mua. Đây này, hạt này mới là tẻ nếp này. Tẻ nhiều lắm. Nó ra là nó có tẻ nhiều đúng không? Một nửa đấy. Rồi. Tiếp tục những cái hàng bán gạo nếp. Đây là nếp ruộng nhỉ? Cái này là nếp nương à?
Cái này cũng nêm lương. Không, cái này cũng có cà tể mà. Có cà tể không chị? Không có. Cái này hơi nát thì không. Ừ, cái này kiểu bà con phơi hơi khô đúng không? Thế bà cân thêm cái này bao nhiêu cân? Đây còn một hàng cuối cùng nữa này. Hàng này có thì có, không có thì sẽ chịu thôi các bác. Bác có gạo nếp nương không? Đấy, hai hàng đấy. Đâu? À đây à? Ừ. Đây, gạo nếp nương đây các bác này. Bác này bác ấy bán gạo nếp nương đẹp hơn. À, hạt to tròn mà đều nhỉ các bác nhỉ? Đẹp đấy. Bác nào mua nếp nương bảo em nhé. Hàng này hàng đẹp nhất rồi. Hôm nay em mua 9 cân và nếp nương. Bác cháu 9 cân này đấy. Nhưng mà lấy 2 túi nhé. Một túi, túi 5 cân, một túi 4 cân hay sao. Đây, nếp nương này này các bác này. Một bác là mua 5 cân và một bác mua 4 cân nhé. Thành 9 cân nhé. Một bác ấy làm cho mình 2 túi về chỉ cần đóng gói và gửi. Cái này gọi nếp cẩm à hay cái gì vậy? Nếp cẩm này đẹp nhỉ. Bạn nào ra ăn đấy. Ai thích nấu cái gì nhỉ? Sữa chua nếp cẩm hay cái này thì nấu. Bây giờ là đi mua rượu ngô các bác nhá. Mọi khi thì em hay quay thôi, em ít khi em mua ở đây cho các bác. Bây giờ đi tìm mua cái rượu ngô ngon ngon cho các bác nhá. Có một bác ấy mua 5 lít rượu ngô. Giờ đi tìm mua các anh. Đây bà con đang mua rượu khá là nhiều các bác này. Đấy. Để xem hàng của bà nào ngon nhất thì chúng ta sẽ mua của bà đó nha các bác nhé. Rất nhiều người bán. Bác này, bác này bán rất là đi. Vâng. Muốn rượu chụp ảnh đi. Vâng. Xem rượu tí. Ăn mềm mén chụp ảnh nhá. Ăn mềm mén với uống rượu à? Ăn mình mấy không có ăn, bác nhậu có ai chị ăn là ăn mình mấy đấy. Bán nhiều đừng nhiều tiền, ăn thịt chứ bác. Không, không có tiền đâu, không có tiền, không có chị ăn rồi ăn mình mấy. Ăn mềm mén không à? Dạ, ăn mình mấy không đâu, không có tiền. Bà không có tiền, lấy mình tay vô. Cái này đầu. Đậu phụ và đậu ốc đậu à? Dạ, ốc đậu. Lấy mình tay vô đi. Mình tay vô á? Cháu đang đi xem rượu cho mấy bác dưới xuôi đi. 5 cân 5 lít rượu. Bác cứ ăn đi xong tí nữa cháu quay lại cho xem. Rất là nhiều nha. Không biết mua của ai trước không? Số này bán những cái loại thuốc nam như khắc dây mổ máu rồi tất diệp nhất chi hoa các kiểu luôn. Đây bác này bác ấy bán cái liềm để phát thuốc nương. Cái này thuốc để bôi xương khớp, đau xương khớp để bôi. Đây là men rượu. Đấy. Cái này là dây bổ máu, cái này cây mật gấu các bạn. Cái này là cây mật gấu này. Cái này ngâm rượu thì nó sẽ tăng chữa xương khớp các thứ. Cái cô này rất là nhiều cái loại thuốc này, thuốc đau bụng. Đây là cây gì này? Bác nào biết cây này là cây gì không? Bà con người Mông họ cũng nói. Này có quả nữa này. Giờ chợ đang rất là nắng các bác ạ. Đi tìm mua nốt mấy thứ còn lại xong đi về đóng cho các bác thôi. Rồi giới thiệu với các bác cái khu vực bán các loại gia vị ở trên vùng cao này các bác này. Đây là món mắc khén nhá. Cái này là mắc khén xay này. Cái này là hạt tiêu này. Cái kia là thảo quả các bác. Ở đây có rất là nhiều cái loại hạt dổi nhá. Đây là hạt dổi rừng già nhá. Đấy.
quý cô bác nào mua hạt dổi về làm gia vị thì có thể là bảo em mua cho này. Những cái túi này túi 1 lạng 250 một lạng. Thì đây là cái chẩm chéo này các bác này, chẩm chéo ở trên Tây Bắc. Thì trong này nó có muối này, có ớt này và hạt dổi mắc khén cũng như là một số cái loại gia vị ở trên vùng cam. Cái này dùng để chấm mật hay là chấm hoa quả rồi chấm với này thịt kiểu thịt trâu các bếp các thứ ấy. Đấy, ở đây có cái món ớt bột này. Ớt này là bác bảo là cho cả hạt dổi ra. Ớt trộn hạt dổi rồi. Có mắc khén không bác? Có, mắc khén cũng có rồi. Mắc khén à? Cho xem hôm nay cháu mua cái này bao còn nhiều nhá. Đây có hai bác mua này, một bác là mua một lọ, một bác là mua nửa lọ. Và thôi, cái này em sẽ mua cho mỗi bác một lọ nhá. Đây là ớt có sẵn hạt dổi mắc khén ở trong rồi bác. Đấy, cho cháu hai lọ. Hai lọ. Đây cháu ạ. Thơm ngon mà cái này. Cái này là cái đậu tương mà. Đậu tương làm mà. Cũng là cho gia vị. Trộn hết gia vị xong là nắm lên quây khô ấy. Tương khô nhỉ? Tương khô ấy. Cái này nhiều người mua phết đấy các bạn. Đây là bà con hay sử dụng để xào lên xong mà ăn với cơm các bạn. Vâng, đang với xào với thịt. Xào ăn với cơm với thịt ấy. Như kiểu là cái món mắm các bạn. Nhưng mà cái này rất là ngon các bạn. Bác nào mua cái này bảo em, lần sau em mua cho nhá. Thế em ở trên này thì em ăn nhiều rồi các bạn. Bác bên này cũng bán nhiều phết này. Bà lấy nha. Giống của bà bên kia à? Đây, giống nhau. Giống nhau à? Đây là đóng gói vào. Cái này là ớt tương của bác. Bác thì bác em mua một chai. Em mua một chai để cho bác ấy nhé. Một chai là mới tí. Mới tí. Một chai này đi. Một chai ra. Một chai đâu. Đấy, hai mua. Chai. Xin cái này đi về đây. Bây giờ đi về đi gom đồ xong mà gửi cho các bác ở dưới xuôi nhá. Em còn chưa được ăn sáng đâu các bác ạ. Bây giờ đi gom xong đồ, chở hết đồ về nhà xong rồi mới bắt đầu tranh thủ đi ăn sáng. Vừa xin được bác này cái bao tải của đây. Giúp cháu cho cái này vào với. Còn hai món này nữa này. Hai cái này chắc để riêng thôi. Bây giờ đi lấy xe về chở về thôi các bạn. Rồi, bây giờ đi về nhé các bác nhé. Nặng quá các bác ơi. À, bây giờ em có khoảng 4 bao nữa để chở về nhà. Bây giờ em tranh thủ em chở mấy bao này về trước. Giờ đang xách mấy chục cân rất là nặng luôn các bác. Giờ chở cái bao này về trước xong tí nữa quay lại chở cái bao đẳng sâm với này. Cái bao sâm cau rồi là cái bao tam thất nữa là hết. Xong về nhà lại đóng gói. Nhưng mất nhiều thời gian phết đấy các bác ạ. Còn có cái món ba kích nữa. Thì cái ba kích tuần này không có bán các bác ạ. Tuần sau em mua cho các bác sau nhé. Có lẽ là cái video xin phép được kết thúc tại đây thôi. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Và hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo của em nhé. Bye bye các bác.